Níu kéo tình cảm không thành, gã đàn ông thuê người tạt axit vào người nhân tình. Cố gắng níu kéo mối tình cảm ngoài luồng với nữ tiếp viên quán karaoke không thành, đối tượng Đỗ Viết Lợi thuê người tạt axit nhân tình để trả thù. Theo thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 18 tháng 1, tức ngày 27 Tết, chị LTH, sinh năm 1992, ngụ xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa điều khiển xe máy chở theo con trai 8 tuổi và chị gái đi từ thôn Buồng về thôn Kha, xã Luận Khê. Khi đi đến khu vực nghĩa trang thôn Buồng thì bất ngờ bị hai người đàn ông đi xe máy ngược chiều ép vào lề đường, sau đó tạt axit về phía xe chị Hát khiến ba người đi trên xe bị thương ở vùng mặt, tay. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Thường Xuân đã huy động lực lượng vào cuộc xác minh và đến ngày 24 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết Quý Mão, công an xác định Lê Văn Cường, sinh năm 1991, ngụ xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa là người điều khiển xe máy gây ra vụ việc trên. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận đã được Lê Xuân Anh, sinh năm 1999, ngụ xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa thuê chở đi tạt axit với giá 5 triệu đồng. Lê Xuân Anh sau đó khi bị triệu tập tới cơ quan công an đã khai nhận được Đỗ Viết Lợi, sinh năm 1981, ngụ xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa thuê đi tạt axit với giá 30 triệu đồng. Công an huyện Thường Xuân đã bắt giữ Đỗ Viết Lợi. Qua đấu tranh, Lợi khai nhận vào năm 2020, dù đã có vợ con, nhưng người này có nảy sinh tình cảm và qua lại với chị Hát, là nhân viên quán karaoke tại huyện Thiệu Hóa. Đến khoảng tháng 10 năm 2022, chị Hát muốn chấm dứt tình cảm nên chặn mọi liên lạc với Lợi và bỏ về tỉnh Bắc Giang làm việc. Lợi nhiều lần gọi điện thoại nhằm níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Để trả thù nhân tình, Lợi đã mua axit và thuê Lê Xuân Anh tạt axit vào người chị Hát, sau đó anh đã rủ Cường cùng thực hiện hành vi trên. Ngày 29 tháng 1, thông tin từ Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đang tạm giữ hình sự 3 người có liên quan đến một vụ tạt axit hôm ngày 18 tháng 1, tức 27 Tết, để điều tra làm rõ vụ việc.